Buổi chiều ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa ông ta đến tham quan một căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 4,5m, độ dài 18m, thiết kế một trệt, 4 lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà mặt tiền đường nha quý vị. Đường rất là rộng và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà thiết kế theo kiến trúc cổ điển, bên trong thì hiện đại, tặng kèm full nội thất bên trong. Và mặt tiền thiết kế phải nói là tuyệt vời. Ngang 4,5m, độ dài lên tới 18m, xây full đất, thiết kế một trệt và 3 lầu, cũng như là sân thượng, tổng cộng thì quý vị sẽ có 4 lầu. Nhà thiết kế có khu vực đậu xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 5 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là một căn nhà mặt tiền đường sát với mặt tiền đường Quang Trung, phù hợp cho đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ quay xung quanh con đường mặt tiền cho quý vị xem này. Con đường này rộng lên tới 12m, rất đẹp, đường thông thương, tiện kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Và vị trí này thì quý vị có thể ở cho thuê làm văn phòng công ty kinh doanh bán làm showroom spa. Cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung ngay hãng Mercedes-Benz chỉ khoảng tầm có 50m thôi nha quý vị. Đấy, mặt tiền đường Quang Trung rất là gần nha quý anh chị. Rất là gần với mặt tiền đường Quang Trung, một căn nhà mặt tiền đường số sát mặt tiền đường Quang Trung, kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Anh Thông Tây. Quý anh chị quan tâm đến căn này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Căn nhà có hướng đông nam, phù hợp với đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Một căn nhà xây mới tinh, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ chiếu lên mặt tiền mặt chính căn nhà cho mọi người xem này. Và bên ngoài thì quý vị sẽ có một lớp cửa cổng được làm bằng sắt CNC, sân nhũ vàng. Bên trong là khu vực khoảng sân 2m, độ xe gắn máy. Khoảng sân này thì có lập mái bên trên, có ốp gạch trang trí và có làm rất là kiên cố và chắc chắn. Nhà thì được lắp sẵn hệ thống camera quan sát từ trên xuống dưới luôn. Và không gian phòng khách này, phòng khách rất là rộng, được gia chủ tặng kèm sofa kết hợp với màn hình TV tới 75 inch. Và giá bán gia chủ đang chào bán chỉ 15 tỷ hơn một tí xíu thôi. Quý vị sở hữu ngay một căn nhà mặt tiền đường, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Khu vực không gian phòng khách ở đây thì được ốp gạch 80, hai bên tường thì có đổ, dưới nền thì có đổ bê tông và có ốp gạch lên cao 3m. Có màn hình TV lên tới 75 inch kết hợp với tủ kệ TV, phía trên là đèn trần và đèn chiếu sáng rất là lung linh. Không gian phòng khách cực kỳ đẹp nha quý vị. Quý vị đang tham quan trực tiếp tại căn nhà phố ngang 4,5m, độ sâu 18m, được gia chủ xây mới và thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu, nội thất bên trong cực kỳ xịn. Và phía sau đây thì quý vị sẽ đến với không gian bếp này. Không gian bếp thì có bàn ăn 6 ghế bàn tròn kết hợp với những bức tường được ốp gạch lên cao phun trần, phía trên thì có đèn trần chiếu sáng. Ở đây thì có tủ lạnh aqua tặng kèm kết hợp với bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát và tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu của cam xe nha quý vị. Đây là không gian bếp của căn nhà ngang 4,5m, độ dài 18m, mặt tiền đường số thuộc nhánh đường Quang Trung, phường 8, sát bên chợ và nhà thờ Anh Thông Tây, kề bên công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía sau này thì gia chủ có thiết kế cho mình một cái giếng trời rất là rộng phía đằng sau. Giếng trời này khoảng 2m và rộng 1m. Và cuối nhà này thì quý vị sẽ có khu vực rửa mặt và bồn cầu với vòi tắm hoa sen và bồn cầu bên trong. Với giá bán, gia chủ đang chào bán là 15 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị sẽ sở hữu ngay một căn nhà mặt tiền đường số sát với mặt tiền đường Quang Trung, cách mặt tiền đường Quang Trung chưa tới 50m, ngay hãng Mercedes-Benz. Vị trí quá đẹp, hướng đông nam, cực kỳ mát mẻ và phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà mặt tiền đường để tiện ở làm văn phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan ngay sản phẩm nhà phố ngang 4,5m, độ sâu 18m, xây full đất này nha quý vị. Rất là tuyệt vời, đẹp và sang trọng cũng như là đẳng cấp. Quý vị mua về thì sẽ nhận nhà vào ở ngay, nhà mới, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Khu vực cầu thang thì với tay vịn của cam xe màu đen kết hợp với kính cường lực và mặt đá hoa cương trắng đen. Quý vị đang cùng Huy Hùng lên tham quan bên trên không gian các phòng ngủ nha mọi người. Nhà thì có 4 phòng ngủ, quý vị sẽ được tặng kèm TV trong phòng ngủ luôn. Quý vị sẽ vào phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên thì sàn ốp gạch giá gỗ với màn hình TV 55 inch kết hợp với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV, máy lạnh. Phía sau là hệ thống cửa sổ ra giếng trời và vệ sinh trong cho từng phòng. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ khá là đẹp và hiện đại.
ngang 4,5 m, độ dài lên tới 18 m, và giá bán như vậy là rất là hợp lý rồi. Bên trong đây thì quý vị còn có khu vực bàn làm việc hoặc bàn đọc sách cho em bé này, rất là thoáng nha quý vị. Nhà giống như một căn góc hai mặt tiền, chính chủ xây ở, không bị lộ giới nha, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng, và quý vị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Với giá bán là 15 tỷ 200 triệu đồng, còn thương lượng mạnh và trực tiếp với anh chủ nhà. Quý vị đang tìm nhà mặt tiền gần kề bên công viên Làng Hoa. Từ căn nhà này quý vị đi bộ qua công viên Làng Hoa khoảng tầm 3 phút thôi, rất là gần luôn nha. Sát bên là chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây cũng như là hãng Mercedes-Benz. Mỗi phòng ngủ thì đều có vệ sinh riêng. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ số 2 thì phòng ngủ phía trước thì cũng đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ 2 m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và vệ sinh trong, cũng như là có màn hình tivi và có máy lạnh gắn kèm luôn. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Và bên ngoài đây thì quý vị sẽ đến với không gian của ban công. Đây thì có ban công m2 với lan can được làm bằng sắt CNC kết hợp với trần ốp nhựa, và ban công được trồng cây xanh. Ở đây thì quý vị sẽ có cửa nhôm đi ra ban công. Và quý vị đang tham quan không gian phòng ngủ số 2, một không gian phòng ngủ cũng đầy đủ nội thất cho quý vị luôn. Và ngoài đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực ngoài tắm hoa sen trong cùng và gương soi. Một căn nhà nằm ngay trục đường Quang Trung, mặt tiền đường số sát với mặt tiền đường chính, thuận tiện ở buôn bán cho thuê. Cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy và cách trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút đi xe gắn máy thôi. Vị trí quá đẹp, cao ráo, không ngập nước, thuận tiện ở làm văn phòng công ty. Quý vị đang tìm mua nhà mặt tiền đường lên tới 10 đến 12 mét đường nhựa, đường thông, thuận tiện xe hơi xe tải vào giao hàng thoải mái và dễ dàng, thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan sản phẩm nhà phố ngang 4,5 m, độ dài lên tới 18 m, thiết kế đẹp, không gian sáng thoáng, nội thất cực kỳ chill. Và đây là không gian phòng ngủ số 4, thì quý vị thấy vẫn có những khoảng không rất là tuyệt vời. Phía sau lại hệ thống cửa nhôm sinh pha ra khu vực giếng trời, tạo nên không gian phòng ngủ của nhà mình vô cùng thoáng mát và cực kỳ đẹp. Với giá bán như thế này thì quý vị sở hữu một căn nhà mặt tiền thì cũng tương đối hợp lý. Thì quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Đây là không gian phòng ngủ số 3, và phòng này thì cũng đầy đủ nội thất nha, và vệ sinh trong cũng như là máy lạnh được gia chủ trang bị sẵn cho quý vị luôn. Và tiếp tục di chuyển qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng của căn nhà. Phòng ngủ số 4 thì cũng nội thất rất là đẹp, màu sắc phải nói là cực kỳ sang. Ở đây thì gia chủ sử dụng phòng này là màu hồng này, có ban công phía trước cũng là ban công m2 với cây xanh bên ngoài được phủ kín ngoài ban công, có cửa 4 cánh, cửa nhôm ra mặt tiền chính và màn rèm 2 lớp. Ở đây thì quý vị thấy giường ngủ, tủ áo cũng đóng đụng trần, nội thất phải nói là cực kỳ xịn sò, và có cả bàn trang điểm, tủ kệ tivi, quạt gió, máy lạnh và vệ sinh trong cho cái phòng ngủ số 4 này luôn. Với hướng nhà là hướng đông nam đang phù hợp cho quý vị chúng ta, phong thủy là đông tứ trạch. Quý vị quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sử dụng ngay. Xem thêm nhiều nhà khác trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị chúng ta có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Ngoài ra thì quý vị để tiện theo dõi những video lần sau, quý vị hãy đăng ký kênh YouTube của Huy Hùng là nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình. Quý vị đăng ký kênh, bấm chuông và nhấn like để liên tục được cập nhật những video Huy Hùng quay hàng ngày gửi đến quý vị và các bạn nhé. Và trên cùng thì quý vị sẽ đến với khu vực sân thượng sau, với khu vực không gian phòng sông hơi khô và khu vực trồng cây, trồng rau xanh. Khu vực này rất là rộng, được gia chủ trồng sẵn một số cây ăn trái ở đây và được rào chắn cũng như là lợp mái bên trên với máy kính sáng. Chỗ này thì quý vị trồng rau phải nói là tuyệt vời, có cầu thang lên bên trên mái thì có bồn nước và năng lượng mặt trời. Phía sau đây thì quý vị để máy giặt ngay phía dưới cầu thang này, có chỗ để máy giặt nhá, và phòng sông hơi khô đây này. Đây là phòng sông hơi khô đá nóng của căn nhà ngang 4,5 m, độ dài lên tới 18 m, sát mặt tiền đường Quang Trung, mặt tiền đường số, thuận tiện ở buôn bán cho thuê. Và ngoài đây quý vị sẽ đến với không gian có phòng giặt, phòng thờ, phòng thờ. Một không gian phòng thờ rất là rộng. Quý vị thấy này, cái vỏ có TV Samsung 75 inch nhé. Và đây là phòng thờ này. Phòng thờ rất là rộng rãi và được gia chủ làm cực kỳ đẹp nhé. Và ngoài này sẽ là khu vực sân thượng phía trước với cây xanh được phủ kín ngoài ban công. Một sân thượng rất là đẹp và cực kỳ chill. Hướng đông nam phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý vị quan tâm đến căn nhà ngang 4,5 m, độ sâu 18 m, thiết kế một trệt 3 lầu, có 4 phòng ngủ, có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp và nội thất bên trong cực kỳ xịn sò cũng như là cao cấp này, thế gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Với giá bán cho căn nhà sát mặt tiền đường số và sát mặt tiền đường Quang Trung này là 10
5 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà ở Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.